Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà Gò Vấp bán nhà Tân Bình của nhà đất Ngọc Hoa.com. Hôm nay nhà đất Ngọc Hoa xin giới thiệu đến quý khách hàng một căn nhà phố có một diện tích đó là ngang 3,5 m, độ dài đó là 12 và được thiết kế là 1/2 lầu như quý khách hàng. Và căn nhà này thì có một mức giá rất là rẻ thôi, phù hợp cho quý khách hàng mua đầu tư này, kinh doanh này, mua đi bán lại nha. Rất là rẻ luôn, căn nhà này có một mức giá chỉ hơn 3 tỷ đồng một chút xíu thôi, một căn nhà phố 1/2 lầu. Đây là quý khách hàng có thể thấy này, mặt tiền thì đúc là hiện trạng là 1/1 lầu nha, mà ở phía bên trên đó là có 1/2 lầu nha quý khách hàng. Và căn nhà này thì gia chủ đang chào với giá đó là 3 tỷ 340 triệu đồng thôi, giá này thì đang còn thương lượng nha, bớt lọc một xíu thôi. Và đây là một vị trí trước nhà của chúng ta, đó là một con hẻm 3,5 m, chúng ta chỉ cắt mặt đường chính của đường cây trầm thì tầm 200 m thôi. Căn nhà này thì nằm hai sẹt như quý khách hàng, một con hẻm thì rất là thông thoáng, chúng ta có thể di chuyển hơi bốn bắn vào đến nhà như quý khách hàng. Phía trước kia đó là chúng ta đi ra, chúng ta quẹo rẽ bên tay trái thì chúng ta đã ra được mặt tiền đường cây trầm rồi nha. Và đây là căn nhà của chúng ta như quý khách hàng, với một diện tích thì ngang 3,5 m, độ dài là 12 thì với giá 3 tỷ 350 triệu này thì rất là rẻ tại trục đường cây trầm phường 9 nha quý khách hàng. Rồi bây giờ em sẽ mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển phía trong, chúng ta cùng tham quan nha. Phía ngoài đây thì chúng ta có một lớp cửa, đó là cửa sắt này, cửa kéo này, và phía bên trong nữa thì chúng ta có một lớp cửa nữa nha. Nhà của chúng ta có hai lớp cửa đó. Và đây là khu vực phòng khách của chúng ta này. Phòng khách này thì chúng ta có một bộ ghế sofa rất là hiện đại, gia chủ trang trí sẵn cho khách hàng rồi. Nhà của chúng ta thì có một phòng khách này, một phòng bếp và 4 phòng ngủ, 1/2 lầu nha quý khách hàng, có 3 nhà vệ sinh đó. Đây là phòng khách của chúng ta, một căn nhà thì chúng ta di chuyển ra đường Lê Văn Thọ này, đường Quang Trung hay đường Phạm Văn Chiêu thì rất là gần nha quý khách hàng ơi. Rồi bây giờ em sẽ dẫn quý khách hàng cùng di chuyển vào khu phòng bếp, chúng ta cùng tham quan nha. Vào đây thì khu phòng bếp này thì chúng ta có một bộ bàn ăn 6 ghế, 4 ghế. Phía trước mặt quý khách hàng có tủ bếp và nhà vệ sinh gia chủ thiết kế cuối nhà. Và đây cầu thang thì được thiết kế ở giữa này. Cầu thang thì gia chủ thiết kế đó là gỗ căm xe. Quý khách hàng có thể ý này, cây vịn được làm từ gỗ căm xe luôn nha, lót ván từ được gỗ căm xe này. Cầu thang thì được thiết kế cầu thang sắt đó, một kiểu nhà thì xưa nhưng mà ở bên trong căn nhà này thì rất là mới nha quý khách hàng, mẫu thì mẫu của nhà xưa thôi. Rồi chúng ta cùng ra khu vực phía sau nhà vệ sinh này. Ở đây là nhà vệ sinh này quý khách hàng này. Đó. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 nhé, chúng ta cùng tham quan nha quý khách hàng. Lầu 1 thì chúng ta có 2 phòng ngủ, một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau. Đây là phòng ngủ phía sau nha quý khách hàng, có hệ thống đèn chiếu sáng này, máy lạnh này, sàn thì được lót bằng gỗ nha quý khách hàng. Và nhà vệ sinh thì ở phía sau đây. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ thứ hai nha. Phòng ngủ phía trước này. Đây là phòng ngủ phía trước quý khách hàng đây. Căn nhà này thì phù hợp cho quý khách hàng mua đầu tư nha quý khách hàng ơi. Chúng ta chỉ bỏ vào đây thì tầm 100 triệu thôi, chúng ta sửa mới, chúng ta bán một mức giá khác nha. Căn nhà này phù hợp cho quý khách hàng mua đầu tư hoặc mua cho thuê nha quý khách hàng. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực lầu 2 nha. Và đây là khu vực lầu 2. Tại đây thì gia chủ đã chừa cho chúng ta thì khu vực phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì gia chủ để làm khu vực sân thượng phía sau luôn nha. Nếu khách hàng thích thì chúng ta về sửa lại, chúng ta sẽ ngăn ra 2 phòng ngủ này. Rồi chúng ta cùng tiến về khu vực ở phía trước nhé. Đây là khu vực phía trước này.
căn nhà thì chỉ hơn 3 tỷ đồng thôi, 3 tỷ 450 triệu thôi. Một mức giá rất là rẻ tại đường cây châm với quý hàng. Quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Căn nhà này thì đảm bảo chú hàng là lời từ cho 200 cho đến 350 triệu đồng nha quý hàng. Rồi, và em cũng xin nhắc lại căn nhà này có diện tích đó là ngang 3 mét rưỡi, độ dài đó là 12 và thiết kế là một trệt hai lầu và giá thì 3 tỷ 300 50 triệu đồng thôi. Giá này thì đang còn bớt lộc cho đến quý hàng nha. Nếu quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Và nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý hàng.